Kênh Quỳnh Trúc mua bán đồ xưa cổ xin kính chào tất cả cô chú anh chị em đã đến với kênh của em. Số điện thoại liên hệ với em là 0944979696. Gặp em Quỳnh Trúc ở Thanh Bình, Đồng Tháp và đó cũng là số Zalo của em luôn. Kênh của em mỗi khi có clip mới sẽ được phát vào lúc 8 giờ sáng và khách mới vui lòng cọc cho bên em 200.000 thì bên em sẽ đi hàng cho mình ha. Và hôm nay em Quỳnh Trúc trở lại với một số món đồ xưa như sau. Đầu tiên là em có một cái chung. Đây là chung long ẩn gốm Tàu chuẩn cổ trên 100 năm. Đường kính miệng của chung là 4.5 cm. Đồ này em bao rất là chuẩn ha. Tình trạng là nó có rạn men. Đó, rạn men. Và tóc nhẹ ở đây một đường. Đây, tóc xuống tới đây. Cái chung này em bán với giá là 300.000. Đây là một cái khuôn bánh kẹp. Cái khuôn này nó bằng đồng và nó có hình cái con rồng như thế này nè. Đó, lành lặn hết và nguyên zin của nó vậy. Tay cầm, cán, dài là 18, ngang là 18, dài là 50, nặng là 2,5 kg. Một cái khuôn bánh kẹp bằng đồng quá trời đẹp luôn. Và lành zin hết, em bán cái khuôn này với giá là 1 triệu. Một cái bàn ủi con gà bằng đồng, lành và nặng, nặng là 2,2 kg. Toàn bộ là bằng đồng, từ con gà, cái quai cho đến cái thân đây bằng đồng hết. Em bán với giá là 1,1 triệu chuẩn xưa. Một cái bếp dầu. Bếp dầu này của em bằng đồng. Còn cái vỉ lót ở phía trên, cái vỉ lót này nó bằng sắt. Ba cái ông táo đây bằng sắt và zin của cái bếp dầu này luôn. Tình trạng là lành tốt, còn đẹp lắm, không có bị cấn mốp, lủng hàng gì hết. Em bán với giá là 1,7 triệu, em bao trái cho cô chú anh chị em mình. Một bộ ô trầu nặng 2 kg, nó sẽ có một cái cây máy trầu, một cái ống máy trầu như thế này, lành. Ống vôi dán dài, dán cao, còn cái chất vôi ở phía trong luôn nè. Cái ống vôi loại này rất là hiếm gặp. Dài là 13, nặng là 200 g. Ống nhổ lành, nặng 400 g. Cái hộp đựng trầu lành lặn hết trơn luôn và nó rất là dày. Cái ống nhổ dán cao. Cái ô trầu này nó nặng, cái ô trầu này nó có đường kính là 18, chiều cao là 9. Chân đế phía dưới chuẩn xưa. Cái này là nó liền luôn hay gì á. Cái này em thấy như là đúc liền luôn á. Ba cái chân đúc liền với cái thân luôn, chứ không có phải là tán đinh nữa. Cả bộ này em bán với giá là 4,5 triệu. Đây là một cây cân giá bằng đồng, loại 19 kg, cân đặc, bằng đồng xưa hết. Mọi chi tiết đều là đồng xưa hết và lành. Cái này em bán với giá là 950.000. Đây là một cái lư sông trầm chuẩn cổ. Lư sông trầm của Quế nha, chuẩn cổ. Ở đây nó có hình hai cái cây lựu nè, hai trái lựu nè. Ngay chỗ này nó có bị gãy đồng tí xíu ngay cái hoa văn ở đây. Quá đẹp. Cái mình lư này quá đẹp ha. Cái mình lư này nó có cái hai cái tay khánh liền với lại cái thân luôn. Chạm hoa ở đây. Hai mặt bộm hai bên liền nguyên khối, bốn chân đế phía dưới là mặt rồng và liền hết. Tình trạng là lành đẹp. Đế phía dưới đây có cái hình này là cái hình không phải, cái này nó có hình giống như là kiểu như là thượng cầm hạ thú, một cái cây mai mà nó hình con quái thú á. Quái lộc. Ờ đúng vậy, giống vậy đó. Phải không? Giống vậy. Đây là chim cút chim tơ. Cái bộ lư này của em lành lặn hết chân luôn. Cao là 35, nặng 3,5 kg, em bán với giá 1,8 triệu. Một cái bộ lư sông trầm chuẩn cổ của Quế. Đây là một bộ lư bằng đồng, bộ lư trái đào miền Nam. Nặng cả bộ này là 11 kg. Chiều cao tới cái ông lân ở đây là 57. Chiều cao cặp chân đàn này là 40. Lành lặn và cơm lê bộ với nhau. Toàn bộ là bằng đồng xưa hết. Em bao chuẩn hàng xưa cho cô chú anh chị mình về. Thứ nhất là mình sưu tầm, thứ hai là mình trưng thờ. Ông lân ở đây rất là sừng rất là dài, mặt rất là tươi cười và đuôi to. Ở đây chạm hai cái hoa mai và lọng.
Ở đây thì có chữ Phúc Lộc Thọ và chạm nổi mấy cái hoa văn ở đây. Hình mặt rồng ở đây, bốn mặt, bốn chân ở phía dưới là mặt rồng. Hai trái đào hai bên lành lặn hết. Hai tay cầm này nó liền nguyên khối với cái thân luôn, đẹp, lành lặn hết trơn luôn. Cái đế phía dưới này có hình cái hoa mai. Đó, và người ta lộng chạm rất là đẹp luôn. Lành lặn hết trơn luôn. Cả bộ này em bán với giá là 8 triệu cho bộ này. Chuẩn đồng xưa chứ đào miền Nam nha. Em không có bán đồ đồ bây giờ cho nên cô chú anh chị em mình cứ yên tâm mà sưu tầm nha. Em bao chuẩn là đồng xưa trước giải phóng 7-80 năm. Đây là một con cá gốm lái thiêu. Con cá treo tường ha. Ở đây dính xi măng thôi do nhà dân của người ta sử dụng thôi chứ nó không có gì ha, nó lành lặn hết trơn luôn. Quẩy lên rất là đẹp nè. Cái mắt của nó đẹp ghê không? Rất là có duyên luôn. Dài là 22, lành. Gốm lái thiêu màu. Con tôm này dài 34, cũng là dòng gốm lái thiêu xưa luôn, tình trạng cũng lành luôn. Hai con này em bán với giá là 1,4 triệu. Tiếp theo là một cái thố lông ẩn chuẩn cổ trên 100 năm. Và cái thố này của em rất là đáng sưu tầm nha. Đây là một cái thố size đại, rất là to luôn, size đại. Đường kính miệng là 11,5. Thân thố ở đây thì có một cái đường tóc ở đây. Xe tay hết, chạm chuyện lên xanh mướt đẹp, chôn cốt khô già, rất là đẹp luôn nè. Xanh rất là đậm đà, vẽ tích là lông ẩn với cái xài đại. Cái nắp ở phía trên thì nó trên cái núm này nó có khờn. Trên cái núm này nó có khờn núm. Chỗ này là nó bị gạn men do đồ nó già. Bên này không thấy nè ha. Chỉ bị gạn chân chim ở đồ nó già thôi, không có gì đáng kể. Cái thố lông ẩn này em bán với giá là 2,2 triệu. Rồi đây là một cái thố gấm Nhật. Thố gấm Nhật này của em có tích là in tích là sơn hủy, tiễn bạn qua cầu. Tình trạng của cái thân thố nó lành tích, gấm Nhật nó sẽ thấu quang đẹp lắm. Cái nắp phía trong nó có răng nhẹ một đường ở đây, còn lại là lành đẹp hết. Cái thố này em bán với giá là 900 ngàn. Ba cái dĩa tàu cúc, đường kính là 13 cm. Chỗ này nó vẫy hạt đậu chút xíu trên vành, không có đáng kể. Còn lại là lành đẹp hết trơn. Ba dĩa tàu cúc này em bán với giá là 250 ngàn. Lành đẹp và chuẩn cổ. Ba chén Nhật có tích là Tô Đông Pha Du Xích Bích. Và nó có một cái bài thơ rất là dài. Đó. Đường kính của chén là 11,5, loại chén to. Gốm Nhật nó sẽ thấu quang đẹp lắm. Đây nó cũng vô cơm lê bộ và đẹp ha. Chén này cũng vậy luôn. Ba chén này em bán với giá là 1,1 triệu. Có ba bộ chén dĩa gốm Nhật, in tích là Thất Hiền, lành. Chén này lành, dĩa này lành, bộ này cũng lành luôn. Đường kính chén là 10,5, đường kính dĩa là 13 cm, in tích là Thất Hiền. Gốm Nhật xưa 7-80 năm, tình trạng lành mỏng và thấu quang. Em bán với giá 1,8 triệu cho ba bộ này. Một dĩa Phượng Thư, gốm tàu chuẩn cổ trên 100 năm. Đây là hàng cái kiểu rất là mỏng và đẹp, vẽ tay hết trơn luôn. Đây một con chim phượng, phía sau là cuốn thư. Ở trên đây có viền đồng cho nhà sưu tập của người ta bảo vệ cái chén này cho nên người ta viền lại. Hiệu đề là Nội Phủ. Em bao chuẩn cổ trên 100 năm. Một cái chén dáng chuông rất là chuẩn đẹp. Đường kính miệng là 10,5 cm. Ngay chỗ này nó vẫy hạt mè chút xíu, không có đáng kể, kể như là lành 99%. Em bán cái chén này với giá là 2,5 triệu. Đây là một cái nhạo gốm Nhật. Nhạo gốm Nhật xưa, in tích là sơn thủy, cao là 13 cm. Ngay trên cái vành này nó có bị răng nhẹ chút xíu xíu một đường. Nắp này nó hơi, nó cũng đẹp nhưng mà không biết là phải nắp lai hay không, em cũng không biết nữa. Em thấy là mùa sau thì bán vậy vậy ha. Tại vì nó nhìn nó cũng có duyên nè, và đẩy vô nó cũng vừa y à. Em bán với giá là 800 ngàn cho cái nhạo này. Em có 5 cái chung. Đây là chung gấm Nhật, in tích là sông Long, à con rồng đuổi. Đây,
loại trung đại nha, loại trung size đại và lành, 5 cái rất đẹp luôn á. Lâu lâu mới có mấy cái loại trung gốm Nhật này mà đẹp, mà lớn, mà lành. Đường kính của trung là 6.5, chiều cao là 4.5. Em bán 3,5 triệu cho 5 cái này. Đây là một cái chén gốm Tàu chuẩn cổ, có tích là mai cài thọ, mai treo, đẹp, vẽ tay hết, hiệu đề có một chữ ngọc thôi. Ở đây nó có thẹo ở đây một chút xíu trên cái vành chén nè, nó có một cái thẹo thôi. Đường kính miệng là 10.5, vẽ tay hết và rất là đẹp như thế này. Đồ em bao chuẩn cổ trên 100 năm. Em bán cái chén này với giá là 1,5 triệu. 10 cái chén cổ lầu, đây là 10 cái muỗng cổ lầu, đây là muỗng gốm Tàu chuẩn cổ, có tích là cổ lầu và rất là mỏng đẹp luôn, chàm lên xanh đậm đà. Đường kính muỗng là 13 cm, vẽ tay hết, gốm Tàu chuẩn cổ trên 100 năm, tình trạng là lành đẹp hết trơn luôn. 10 muỗng này em bán với giá là 2,5 triệu. Đây là một cái chén gốm Tàu, vẽ tích là cúc dây, hiệu đề của nó là một chữ ngọc, phía trong vẽ một cái hoa phía trong. Đường kính miệng là 11 cm, một cái chén dáng của nó lạ vậy nè. Đó, em bao đồ chuẩn cổ trên 100 năm, tình trạng là nó có khờn vành, nó có khờn vành và ngay chỗ này nó có bị rạn tóc, ở đây một đường ngắn, đây một đường nữa rất là ngắn và nhỏ. Em bán cái chén này với giá là 400.000 thôi. 10 cái muỗng, đây là gốm Nhật xưa 70-80 năm, in tích con rồng đuổi, tình trạng là lành, đường kính là 14 cm, loại to, vô cơm lê bộ với nhau hết, rất là đẹp như thế này. Phía sau của nó có 3 cái chấm kê lò, còn ngoài ra là lành đẹp hết, do lò của người ta làm có 3 cái chấm kê đó, chứ không có gì đáng kể. Em bán 10 cái muỗng này với giá là 1,5 triệu. Đây là một cái ấm gốm đẹp về cho cô chú anh chị em mình sưu tầm ha. Cao là 15, ở đây là ông thọ, trái đào, bên đây là tùng hạt viên niên, bên đây là cô tiên văn đào, nắp cơm lê với thân luôn, tình trạng của cái thân nó lành tích và đẹp, loại to, cái vòi đây nó mẻ tí xíu chất vòi. Cái ấm này em bán với giá là 250.000, em không có bao phí ship. Em có 5 cái đèn dầu 5 bộ. Đây là loại đèn dầu nhỏ, kêu bằng đèn dầu cốc có trái treo. Và đây là mấy cái đèn dầu này là loại tồn kho. Ở đây là nó có để là ngày 13 tháng 11 năm 2007 nè. Chứ không, nó còn là đẹp mới vậy đó, nhưng mà nó là hàng tồn kho, đồ xưa chứ không phải là đồ mới bây giờ đâu nha. Tim họng hoạt động tốt nè. Đó, cao tới ống khói này là 14 cm, lành lặn hết trơn luôn. 5 cái đèn dầu có trái treo này em bán với giá là 500.000, em không có bao phí ship. Đây là hai cái ấm hoa đào gốm Sông Bé. Vô cơ hai cái này nó cùng một mẫu nha, cùng một cái chạm hoa luôn. Cao là 11, loại ấm này có khoảng nửa lít, lành lặn hết, nắp cơm lê với thân. Em bán hai cái ấm này với giá là 300.000, em không có bao phí ship. Hai cái ấm con ngựa gốm Lái Thiêu, lành, con ngựa ha, con ngựa nó có nhũ vàng lên nè, nó có ánh lên cái màu nhũ vàng đẹp lắm. Quai của nó liền ghiên luôn nè, ghiên xưa luôn á, ngựa nè, cái dòi này làm rất là đẹp luôn, nắp cơm lê với thân luôn đẹp. Hai cái ấm này em bán với giá là 500.000. Đây là một cái khạp cây mai, gốm cây mai chuẩn cổ trên 100 năm. Cái màu của nó lên quả biến cái màu xanh men ngọc luôn nè, rất là đẹp nè. Quả biến hết trơn luôn á. Đây là những cái nút, mà của cái khạp. Đó, cái khạp này thì ngày xưa có thể là người ta để đựng gạo ha, ăn. Đây nè, những cái nút nè. Gốm cây mai cúc xám nè. Nhìn khỏi phải chơi luôn ha, quá đẹp. Cái khạp này của em lành hầu như 98%. Ở đây nó có bị dập bụng và nó có những cái đường gạn men ra nè. Nhưng mà ở phía trong thì không có thấy rõ đâu. Phía trong chỉ có một chút xíu những cái vết dập bụng ở chỗ này thôi. Nè, ở chỗ này thôi. Chút đỉnh nè. Còn bên ngoài men này thì nó có mấy cái đường gạn.
kiếm nắp này khó. Rồi, đây là cái nắp nè. Cái hộp này có nắp rồi, đầy đủ luôn. Ngay chỗ này nó có bị lát chút xíu. Đậy lại, cơm lê bộ hết ha. Đường kính miệng đây là 24, chiều cao là 29. Cái hộp này em bán với giá là 1,1 triệu. Một cái hộp gốm cây mai cốt xám, em bao đồ chuẩn cổ trên 100 năm. Bây giờ mấy cái hộp mà có nắp vậy rất là hiếm luôn á. Đây là một cái tiềm bách hoa với cái chàm màu dòng gốm Biên Hòa, quai đồ này nọ làm rất là đẹp như thế này, làm tay hết, tất cả là vuốt tay hết, em bao chuẩn xưa trước giải phóng 70-80 năm. Nắp đẹp ha, cơm lê với thân luôn, rất là đáng sưu tầm. Mấy cái loại này bây giờ rất là hiếm gặp. Đường kính miệng là 24, ngang là 18, chiều cao là 18. Em bán 3,5 triệu cho cái tiệm này. Rồi tiếp theo, đây là một cái bình hoa Long Phụng Hòa Minh dòng gốm Biên Hòa, và đồ này em bao trước giải phóng rất là đẹp luôn. Những cái con rồng vẫy rồng lên vẫy rất đẹp, với cái men chàm màu xanh Cuban quá là đẹp luôn, làm nổi bật hai cái hoa văn ở đây, hai cái con vật ở đây, con rồng và con phụng ha. Quá đẹp ha. Cao là 43 cm, dáng tròn đẹp. Dưới chôn này nó có vài cái đường rạng men ở bên ngoài, do đồ nó già thôi, còn lại là lành đẹp hết trơn luôn, không có bị xuyên cốt vô trong. Cái bình gốm Biên Hòa này lành tốt, em bán với giá là 1,7 triệu. Đây là hai cái lục giác gốm Nhật ha, hai lục giác gốm Đà Lạt. Hai lục giác gốm Đà Lạt này cao là 32, in tích là sơn thủy tứ dân. Phía sau là có một cái bạc câu thơ như thế này. Ngay chỗ này nó có một cái đường rạng men ở bên ngoài thôi, bên trong em không có thấy nó xuyên cốt vô trong. Nó mọc ở phía dưới nè, mọc hiệu lò phía dưới nè. Về chân thoải mái nha, về chân thoải mái, nó không có bị vấn đề gì đâu. Em bán với giá 1,5 triệu cho cặp này. Đây là một cái bình gốm lấy thiêu vẽ tùng cò với cái chàm lên rất là đậm như thế này nè, xanh đậm, cốt già tầm khoảng là 70-80 năm. Phía sau vẽ bụi lan, cái bình này nó có dáng tròn, men rạng đều hết, độ rất là già luôn. Chiều cao là 41, tình trạng là nó có bị tóc nhẹ trên vành 3 điểm. Đây nó bị thẩm mỹ như chỗ này lát, còn lại chôn cốt đồ già, rất là già đẹp luôn. Em bán với giá là 1,8 triệu cho cái bình này. Tiếp theo là một cái bình gốm Tàu Đông Thanh chuẩn cổ trên 100 năm. Vẽ tích là chim công phù dung, dáng tròn, miệng gu lô đẹp. Quá đẹp ha, vẽ tay hết trơn luôn. Đó, cái dáng này dáng đẹp. Hai con lân hai bên lành ghiên hết trơn luôn. Phía sau nè, đồ này em bao chuẩn cổ trên 100 năm. Đồ Đông Thanh thì nó tầm ở giữa thế kỷ 19. Cao là 42.5, đường kính miệng là 18.5. Tình trạng là nó có âm bụng ở đây, và đã thẩm mỹ là đẹp hết rồi. Không chỉ là không biết được cái vết thẩm mỹ đâu, tình trạng là trên cái vành này có thẩm mỹ vành. Đó, thẩm mỹ vành đây ha. Dưới đế này nó có răng men nhẹ nhẹ, và đã được phun sơn là để thẩm mỹ cho đẹp lại luôn. Chôn cốt em bao đồ dài chuẩn cổ trên 100 năm. Gốm Tàu Đông Thanh rất là đẹp. Em bán cái bình này với giá là 6,5 triệu cho cái bình gốm Tàu chuẩn cổ này. Rồi đây là một cái trò dĩa gốm Biên Hòa. Cái trò này ở dưới này nó lành tích hết trơn luôn, và cái giao diện của nó, cái màu sắc của nó đẹp như thế này. Đây là cái dĩa. Cái dĩa một con chim phụng, và nó có bị tóc dán lại, tóc bể dán lại đây ha. Đó, tóc đây dán lại. Cái trò dĩa này em bán với giá là 700 ngàn. Rồi tiếp theo là em có hai cái bình hoa bằng đồng chuẩn xưa cổ. Cái này vỏ đạn nhiêu ạ? 75 ly. Vỏ đạn này 75 ly ha, cao là 16, nặng là 1,3 kg. Hai cái này lành,
chuẩn xưa cổ em bán với giá là 1,4 triệu. Rồi đây là một cái nồi đồng chuẩn cổ, em mua chung nhà dân với hai cái bình đồng này đó. Cái này mà người ta đem ra ngoài người ta đựng nước mưa nè. Đó, tình trạng của cái này nó lành, tình trạng của cái nồi đồng này nó lành, nó không có nắp nha. Đó, đường kính miệng của cái này là nó 37 cm lận, cao là 32 và nặng 8 kg. Em có cân rồi, nặng 8 kg. Tình trạng là em thấy còn lành đẹp hết trơn luôn nè. Cái này là đảm bảo lành luôn nè. Con nút, chín nút. Ở đây nó có những cái hoa văn nút nút như vậy nè. Ở đây. Cái này lành hết, em bán với giá là 3,7 triệu cho cái nồi đồng chuẩn cổ xưa này. Đây là một cái đèn dầu năm bộ, chân cao, bầu khí khía rất là đẹp. Chiều cao tới ống khói này là 37 cm, tim họng hoạt động tốt. Cái bầu ở đây nó bị lỗi lò, nó hơi mớp mớp tí xíu như đây nè, hoa văn dưới đế nè. Em bán cái này với giá là 500.000 thôi, em không có bao phí ship. Đây là cặp đèn đồng đó, cặp đèn đồng này cũng mua chung với lại cái nồi đồng với hai cái bình hoa hồi nãy đó. Honda, cái hiệu mộc lò ở đây đóng là Honda đó. Cây đèn có đóng hiệu mộc lò là Honda. Tình trạng là lành, đèn đồng chuẩn xưa, đế ghiên hết trơn luôn, bằng đồng luôn nha, rất là VIP luôn á. Cái ống khói này là ống khói lô, ống khói thật, ống khói ghiên của nó đã bể mẻ hết rồi. Đây, tim họng hoạt động tốt, rất đẹp ha. Em bán hai cái này với giá là 2,7 triệu cho hai cái đèn bằng đồng này. Nó đây là một cái chậu hoa mini gốm lá thiêu vẽ hoa, đồ rất là già, phía sau của Minh Văn. Đồ này tầm 90 năm tuổi, rất là đẹp luôn. Đường kính miệng là 15, chiều cao là 10. Nó đẹp ở đây là đẹp cái vết thời gian á, cái loại này là loại rất là già, nó đẹp lại chỗ đó đó. Tình trạng là nó có bị tóc ở trên vành đây, bốn đường đó, tóc đây. Còn ngoài ra là lành đẹp. Em bán với giá là 900.000 cho cái chậu này. Đây là một bộ ấm trà da lương gốm lá thiêu xưa. Nó sẽ có 6 chung, một gạt tàn thuốc như thế này, một ấm và một dĩa. Tình trạng là lành hết. 6 chung gốm lá thiêu da lương, một ấm này, ê, xíu nữa rớt rồi. Một ấm này là loại ấm 1 lít. Nó có hoa văn ở phía trước là con rồng, phía sau là con phụng, và cái trên này núm là con gà. Rồi, cả bộ này em bán với giá là 600.000. 10 cái tô gốm lá thiêu đường kính là 14.5. Tô gốm lá thiêu xưa sau 70 năm. 10 tô này của em thương gói là lành lặn hết trơn, em bán với giá là 250.000 thôi. Nó lành hầu như là 98%, 99% hết. 20 cái chén nước chấm, nó sẽ có mẫu con cá như thế này nè. Đường kính miệng là 9.5, tình trạng là lành đẹp. Và mẫu bên này như thế này. Cái này thì nó bị lột men cho đồ nó già, còn lại là lành đẹp hết. Em bán với giá là 300.000 cho 20 chén nước chấm này. Đây đều là những cái dòng gốm lá thiêu xưa hết, 60-70 năm hết nha. Em không có bán đồ tầm bậy bây giờ, cho nên cô chú anh chị em mình cứ yên tâm sưu tầm nha. 10 cái dĩa có cái chạm màu xanh vậy nè, gốm lá thiêu, đường kính là 19 cm, tình trạng là lành. Em bán với giá là 300.000 cho 10 cái dĩa gốm lá thiêu đẹp này. Em có 20 cái dĩa con gà gốm lá thiêu, đường kính miệng của nó là 20 cm, tình trạng của nó là hầu như là lành đẹp. Nó có nhiều mẫu nha, nó có nhiều mẫu con gà nè, cốt gốm lá thiêu nè. Đó, em bao đồ già ha, tình trạng là lành đẹp. Em bán với giá là 700.000 cho 20 dĩa này. Đây là 5 cái dĩa, 5 dĩa này người ta vẽ cái trái lựu á, trái lựu á, đường kính miệng là 19, tình trạng là lành. Em bán với giá là 150.000 cho 5 cái dĩa này. Lành. Em có cặp đèn bảo ha. Đèn bảo này, đèn bảo dạng như tồn kho, cho nên là cái tim họng của nó đẹp nè. Màu bên ngoài cũng lành đẹp luôn. Đó, chiều cao là 24 cm.
em bán với giá là 600 ngàn, em không có bao phí ship ha. Về mình có thể đốt cháy lên mình trưng bày quán xá hay là trưng bày những cái không gian xưa nhà mình cũng rất tốt. Rồi hôm nay em có một số món vậy thôi ha. Em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của bên em.